Mặc dù người dân đã chủ động gia cố bờ biển, nhưng chiều cường, sóng lớn vẫn liên tục mở rộng khu vực sạt lở khu dân cư số 1, thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Nhiều nơi sóng ăn sâu vào đường liên thôn, tạo thành những hàm ếch gây nguy hiểm cho nhà dân và giao thông đi lại. Đêm ngày 5 tháng 12, chính quyền địa phương phải di rời 5 hộ dân với 20 nhân khẩu. Biện pháp là vẫn là lấy bô chống cốt và chỗ đó. Về khắc phục lâu dài thì trong ngày hôm nay là thành phố cũng quan tâm là sẽ tiếp tục là cho chỗ đó đó học á xuống để những cái khắc phục tạm thời nó chỗ 200 mét sạt lở này. Và về lâu dài đấy thì địa phương là cũng tiếp tục kiến nghị với các cấp là quan tâm là phải có kè chống sạt lở, chứ còn cái tình hình này là Hồng Nam là rất là tội cho người dân của Nghĩa An. Để hạn chế tình trạng sạt lở, đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Sa Kỳ và ban chỉ huy quân sự thành phố Quảng Ngãi đã huy động 55 cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng, dân quân thường trực cùng với nhân dân dồn cát kè đắp tạo thành bức tường lũy ngăn chặn chiều cường, sạt lấp những điểm sạt lở, bảo vệ nơi ở và để nhân dân đi lại an toàn. Thì đơn vị trực tiếp cử một đội tổ công tác là gồm 20 đồng chí cán bộ chiến sĩ trực tiếp sang cùng với dân quân, lực lượng quân sự và chính quyền địa phương tổ chức dồn các cái báo cát sẹn để bồi đắp lại khắc phục trong cái quá trình sạt lở vừa qua. Hiện nay tình trạng chiều cường sạt lở vẫn rình rập đe dọa nhà ở của nhân dân. Các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi đang tích cực nỗ lực cùng nhân dân dùng mọi biện pháp để ngăn chặn chiều cường, sẵn sàng giúp dân ứng phó với sự cố thiên tai.